Sáng nay, một nam thanh niên nồng nặc mùi men điều khiển xe máy lưu thông ngược chiều trên cầu Cam Met, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đã tông trực diện vào taxi và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Những người chứng kiến cho biết, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, nam thanh niên này điều khiển xe máy 51Z70435 lưu thông ngược chiều trên đường Cam Met hướng từ quận 4 đi quận 1. Khi vừa đổ dốc cầu Cam Met đã tông trực diện vào taxi biển số 56M1514 và văng xuống đường. Tài xế taxi đã gọi một chiếc taxi khác đưa nam thanh niên đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Các bác sĩ cho biết nam thanh niên không mang theo giấy tờ tùy thân nào và do bị thương quá nặng nên đã được chuyển lên Bệnh viện 115 để điều trị.